chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chú lợn nặng 300kg nổi tiếng nhất thế giới sống cùng nhà với chủ nhân. Quý vị và các bạn thân mến, theo MNN, Easter được coi là chú lợn nổi tiếng nhất thế giới bởi số lượng người theo dõi trên mạng xã hội đông đảo, lên tới 1,4 triệu người trên Facebook. Easter cũng là chú lợn hiếm hoi được sống cùng nhà với chủ nhân. Hàng ngày, chú được tận hưởng các món ăn mình yêu thích nhất, bao gồm cả bánh cupcake. Easter hiện tại nặng gần 300kg. Sống cùng nhà với chủ nhân tên là Steve Jenkins ở Toronto, Canada, chú lợn từng trải qua giai đoạn đầy khó khăn giữa sự sống và cái chết. Không giống như chó hay mèo, một khi lợn có hành động bất thường rất khó có thể đưa nó đến phòng khám thú y. Ban đầu Easter đi lại loạn choạng khiến chủ nhân hết sức lo lắng. Họ nghĩ rằng chú lợn bị đau tim hoặc là vấn đề liên quan đến cơ bắp. Quá trình kiểm tra Easter cũng không hề đơn giản bởi các thiết bị cần thiết chỉ có ở Mỹ. Đưa Easter từ Canada sang Mỹ không hề dễ dàng vì dù sao Easter vẫn chỉ là một con lợn, là gia súc chứ không phải vật nuôi như chó hay mèo. Thay vì là đến Mỹ thì những người yêu thích Easter đã quyên góp tổng cộng 650.000 đô để mua một máy scan đặt tại trường đại học địa phương. Jenkins nói với MNN, dù tin hay không việc chúng tôi xin tiền quyên góp để mua máy còn dễ hơn là đưa nó sang Mỹ. Quá trình kiểm tra cho thấy Easter không gặp vấn đề về cơ bắp, nhưng chú lợn được phát hiện mắc ung thư vú. Jenkins nói, chẩn đoán được căn bệnh đã khó, tìm người chữa cho Easter càng khó hơn, và để mua được thuốc lại càng khó vì Easter không được coi là vật nuôi làm cảnh. Đã có trường hợp để có thuốc cứu sống một con gà, người ta phải coi nó là một con vẹt thì mới được cấp cứu theo MNN. May mắn cho Easter là khối u khi đó vẫn còn nhỏ, nó được cắt khỏi cơ thể chú lợn. Easter giờ đây đã có thể đón năm mới 2019 một cách bình thường. Theo Jenkins, cỗ máy scan vốn được dùng cho Easter, nay có thể được sử dụng cho tất cả những loài động vật ngoài cỡ, nếu cần thiết phải chụp CT. Jenkins nói thêm, Easter là bằng chứng rõ ràng nhất rằng mọi loài vật đều có thể trở thành vật nuôi làm bạn, và nỗ lực vượt qua căn bệnh của chú lợn này sẽ là niềm cảm hứng cho nhiều loài sinh vật khác. Người mẹ đơn thân ở Sài Gòn nuôi heo 100kg như thú cưng trong nhà, nói rằng nó đang giảm cân, con gái con đứa gì mọc quá chừng. Thưa quý vị, người ta bảo sướng như heo là có thật mọi người ạ. À. Chú tên heo ụp ụp, được cô Nga chăm sóc cẩn thận như chăm một đứa trẻ. Cô nói vui rằng vì nhà toàn giống đực nên cô xem ụp ụp như con gái út của mình. Con trai lớn cô Nga đùa, con gái út của mẹ đói rồi kìa, ấy đồ cho nó ăn kìa mẹ. Cô Nga lắc tay, thôi thôi, nó đang giảm cân, con gái con đứa mập quá chừng rồi. Cả nhà ai cũng buồn cười, vì đúng là bây giờ con ụt ụt nó mập đến nỗi. Đi cũng khó khăn, kể ra cũng ngộ, người ta nuôi heo chỉ mong càng mập càng tốt, còn nhà cô Nga nuôi heo chỉ sợ nó bị béo phì. Chú thú cưng, nhỏ xinh của cô Nga bé thôi, chỉ tầm đâu hơn 100kg, nó được cô đặt cho cái tên là ụt ụt. Bữa có hỏi tại sao cô đặt tên đó, cô Nga cười ha hả, chứ biết đặt tên gì nữa bây giờ con. Ừ cũng phải, đó giờ người ta nuôi chó nuôi mèo đặt tên là Mimi, Lulu, Kiki chớ, heo biết đặt tên gì chơi. Ca này khó, mà hình như cả cái quận Thủ Đức này chỉ có một mình nhà cô Nga là nuôi heo làm thú cưng. Kể ra cái duyên cũng thú vị, cô Nga tâm sự. Bữa đó cô đi chợ đầu mối mua đồ, đi ngang thì thấy người ta bán mấy con heo con, nhìn thì thích vậy chứ không ghé lại mua. Cái tự nhiên đi một đoạn xa lắm đó con, cô nghĩ mấy đứa nhỏ ở nhà cũng khoái nuôi heo, hay là quay lại mua con heo về cho mấy đứa nhỏ vui, vậy là cô quay đầu xe lại. Cô kể tiếp, người ta nói đó là con heo mọi, thì cô tin là nó là heo mọi thôi, ráng lựa con nào nhỏ nhất đem về nuôi, mà ai dè mới hơn một năm, mà bảo bự tổ chẳng chịu thấu không, cô cười. Mà thì cũng ăn như người ta, chơi như người ta, chỉ mới 16 tháng ụp ụp đã tăng vọt từ 3kg lên 100kg ngoạn mục. Cô Nga bảo hồi còn nhỏ ụp ụp lanh lợi lắm, nó hay chạy đi chơi cùng với Sudi, chú chó của cô Nga nuôi. Sudi chạy trước, ụp ụp chạy sau, như đôi bạn thân, và dù có đi chơi ở đâu xa thì tối vẫn nhớ được về nhà.
Cô bạn heo còn học theo Suri cách đi vệ sinh văn minh, không phóng uế bừa bãi trong nhà, biết nhún nhảy theo điệu nhạc khiến mẹ Nga rất vui lòng. Thế nên mẹ Nga cho ụp ụp được leo lên giường ngủ cùng các anh, chơi cùng các anh. Cô Nga vừa nói vừa vuốt ve con gái trụ của mình. Mấy đứa con cô khoái lắm, tụi nó chơi với ụp ụp cả ngày, mà nó ngoan lắm, không có đòi hỏi gì đâu. Người ta nói ngu như heo chứ cô thấy nó thông minh lắm đó. Mình nói là nó hiểu, giống như mấy lần tối rồi mà nó còn nằm ngoài cửa, cô ra nói. Con không vô nhà là mẹ đi ngủ trước đó nha, vậy là nó đứng dậy đi vô nhà nằm, ngoan lắm. Cô bảo con vật gì cũng vậy, mình thương nó thì nó thương mình, giống như chú bồ câu mà cô đang nuôi. Ngày trước không biết vì lý do gì mà nó sơ sát sắp chết, thấy tội nên cô Nga kêu sắp nhỏ đem thốc ra cho nó ăn. Một thời gian sau nó khỏe mạnh, có thể bay nhảy được, nhưng nó vẫn quấn quýt bên gia đình mà không chịu bay đi. Nhìn cô Nga luôn tươi cười, ít ai biết rằng cô đã trải qua rất nhiều gian khó để một mình nuôi dạy bốn cậu con trai nên người. Lúc cô mang thai cậu con trai út thì ổng đã có bồ nhí, rồi ổng bỏ đi luôn, để cô một mình bầu bì với ba đứa nhỏ. Bầu tháng thứ năm cô phải đi phát xi măng để kiếm tiền, phát 50-60 bao chỉ có 30 ngàn, nhưng vẫn phải cố chứ tiền đâu nuôi con. Rồi tới tháng thứ sáu thì anh của cô không cho cô đi phát xi măng nữa, sợ ảnh hưởng đến cái thai, nên cô ở nhà bán sữa đậu nành, bánh hot dog để kiếm thu nhập. Mắt cô Nga đỏ hoe khi nhớ lại những ngày tháng cô độc. May mắn, mấy cậu con trai hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên luôn biết đỡ đần cho mẹ, đứa thì chăm em, đứa thì phụ mẹ, chưa bao giờ khiến mẹ phải buồn lòng. Tôi hỏi, vậy trong những ngày tháng cơ cực đó, có một lần nào cô án trách chồng của mình? Cô lắc đầu, không đâu con, cô coi như duyên tới đó là hết, nếu người ta sai thì có ông trời nhìn thấy, mình cứ sống đúng với lương tâm của mình là được. Cũng vì điều đó mà suốt mười mấy năm qua, cô Nga gắn mình với công việc bán bún chay. Cô bảo là món ăn chay cũng giúp cuộc sống của cô trở nên bình an. Chợ đâu phụ ai bao giờ, khách đến với cô nườm nượp, sáng nào cũng bán tới 7 giờ hơn đã hết bún, nhờ vậy cuộc sống của gia đình ổn định hơn. Cô Nga ôm lấy ụp ụp, hạnh phúc lớn nhất của cô là bốn cậu con trai đều ngoan, không biết trụ chè cờ bạc gì, tụi nó còn không cho cô làm nhiều sợ cô mệt. À, niềm vui của cô còn ở cô con gái này nữa nè. Từ lâu cô xem chú heo như con gái út của mình, cô cười giải thích, tại nhà có bốn anh con trai nên cô phải kiếm một cô con gái chứ. Nhiều người đến ngỏ lời mua ụp ụp xẻ thịt, nhưng cô Nga nhất định từ chối vì đơn giản nó là con gái cưng của cô mà. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.